Đây là đường đi nè, đường đi đây là 2,5 m, xe du lịch tới nhà nha. Vô trong đây là 7,5 m nè, 7,5 m, 7,5 m mà nó dài là 21 m, đằng sau có nửa hậu là 8 m. Ngôi nhà này á, là một tổng diện tích là 155 m. Đây, đây là phòng ngủ nha. Đây là phòng ngủ. Còn à, đây là nhà dưới nè. Nhà dưới. Nhà dưới đây. Đây nhà tắm. Ở dưới đây có một cái kho, một cái kho để chứa đồ. Ở dưới hốc dưới đây có một kho để chứa quần áo, chứa đồ đạc được. Còn ở bên này nó có một cái hông nhà, một cái hông nhà đây. Ở đây có cái sàn nước rồi để chứa chén dĩa rồi thì kia sàn nước rồi nè. Là ngang 7,5 m, dài 21 m, nửa hậu là 8 m. Năm rồi á, có khách trả 1,3 tỷ mà không có bán, năm nay đã kẹt tiền nên kêu đúng 1 tỷ. Anh em nào đầu tư thì vô mua ha.